Hello, xin chào Tân Đồng nhé. Số điện tử công nghệ cao hotline 0865 618 226. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ bán giá rẻ có tên là V993. Đó thì đây là một bộ sản phẩm đầy đủ nhận mua hàng chiếc camera cúc áo V993. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc camera cúc áo V993 này. Đó, và đây một cục pin để cấp nguồn cho camera. Thì cục pin này thì các bạn có thể sử dụng liên tục được khoảng 10 tiếng mấy pin. Và đi kèm theo sản phẩm thì sẽ gồm có một túi cúc áo giúp bạn thể là ngụy trang và mắt camera cho kín đáo hơn. Đó, trong này có rất là nhiều mắt nhé, cúc áo, bút quần, đi vít, thì các bạn chỉ cần ngụy trang vào trong mắt camera để cho nó kín đáo hơn thôi. Đó, các bạn chụp bạn là được. Đó, và một dây cắm sạc này, thì khi mà camera hết pin bạn sẽ cắm sạc pin lên sạc pin điện thoại thôi. Các bạn sẽ cắm sạc pin khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là để pin. Và khi mà các bạn mua hàng thì các bạn sẽ được tặng kèm theo cả một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt do đơn vị nhà mình là tự soạn thảo ra. Thì ở trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó sẽ có chi tiết rồi. Đó, bước đầu tiên thì các bạn sẽ tải ứng dụng lock cam về điện thoại này. Sau đó tiếp theo thì các bạn sẽ khởi động camera lên, kết nối wifi của camera vắt ra. Sau đó tiếp theo thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng là lock cam, các bạn chọn vào mục là cancel để xem. Cũng như là bên này sẽ là hướng dẫn mọi người cách kết nối xem trực tiếp từ xa như nào, cũng như là hướng dẫn mọi người cách xem lại những đoạn video mà các bạn đã lưu vào trong thẻ nhớ như nào. Ở trong này có rất là chi tiết rồi. Và các bạn chỉ cần làm theo từng bước trong tờ giấy hướng dẫn sử dụng này là có thể dùng OK. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera ngụy trang mắt cúc áo siêu nhỏ và giá rẻ V993 này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh cho Bi Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi mà các bạn đăng ký kênh cho Bi Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc thẻ nhớ chính hãng là 32GB. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong camera cho mọi người. Và các bạn chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại rồi bạn kết nối với camera rồi sử dụng thôi. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số lúc chức năng ở trên chiếc camera V993 này. Và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối điện thoại. Đây là phần mắt camera này, mắt camera siêu nhỏ hình cúc áo nhé. Nối với một đoạn dây dù khoảng 20cm với thân camera. Đó, thì dây dù này rất là chắc chắn nhé, bạn có thể là vò cũng như cặp lát thoải mái. Và bạn có thể là gắn bất kỳ một vị trí nào. Đó, thì còn đây sẽ là phần thân camera này. Thì trên phần thân cam đây thì lúc ngoài cùng đây sẽ là nút reset này. Thì khi mà cam các bạn dùng lâu mà bị đơ hoặc là chất lượng ảnh nó kém, không được sắc nét thì bạn sẽ dí lên mà nút reset này khoảng 10 giây để reset cam. On off đây sẽ là giúp bạn phải bật mở thiết bị này. Các bạn gạt sang bên phải sẽ là bật thiết bị, gạt sang bên trái sẽ là tắt. Đây sẽ là chân cắm sạc và đây sẽ là khay cắm thẻ nhớ bên dưới. Thì đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 32GB thì mình sẽ gắn vào. Thẻ nhớ bạn sẽ gắn theo trường ngay nhé, sau bạn sẽ đóng vào. Đó, nó kêu tạch một cái như này là thiết bị đã nhận thẻ nhớ rồi. Sau đó bạn chỉ cần cấp nguồn cho cam thôi. Thì dây đỏ dây đen này sẽ là dây cấp nguồn cho cam nhé. Các bạn sẽ nối với cục pin. Và đây sẽ là cái anten này, các bạn có thể phát ra tín hiệu sóng wifi để kết nối điện thoại. Thì ở đây mình sẽ kết nối wifi vào này, kết nối với cả cục pin vào. Sau đó bạn sẽ bật nguồn cam lên nhé. Bật công tắc sáng on này. Thì thiết bị sẽ sáng với cái đèn màu đỏ như này nhé. Thì cái đèn màu đỏ này khi mà các bạn vào trong ứng dụng thì các bạn có thể tắt được cái đèn màu đỏ này đi. Đó, nên là các bạn quay thì yên tâm. Nhằm cấp phụ kiện đi. Tiếp theo thì để sử dụng được chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V993 này thì bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng về điện thoại là ứng dụng lock cam. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại iPhone thì bạn sẽ vào cả App Store thôi. Còn bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung Mobile thì bạn sẽ vào cả là Safari để tải. Sau đó tiếp theo thì bạn sẽ chọn vào mục là cài đặt của điện thoại này. Các bạn chọn vào mục là Wi-Fi. Thì cái camera ngụy trang mắt cúc áo V993 này nó sẽ phát cho các bạn một cái mã wifi có chữ G là có chữ F đằng trước và một dãy số là không có mật khẩu thì các bạn sẽ kết nối vào. Các bạn sẽ đợi một chút này. Đó, khi kết nối xong nó sẽ hiện dấu tích cho mình như này thì các bạn sẽ thoát ra ngoài và sau đó các bạn sẽ vào trong ứng dụng là lock cam các bạn vừa tải về. Các bạn chọn một cancel nhé. Thì khi mà các bạn chọn một cancel xong thì trên màn sẽ hiện chữ là đi vào online màu xanh như này. Thì để xem được thì các bạn sẽ kích vào chữ online. Sau đó bạn sẽ chọn vào mục là cancel để xem. Nhà mình sẽ quay camera trước cho bạn xem. Nào, chất lượng ảnh của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V993 này rất là OK nhé. Nào, mình soi chữ các bạn xem. Đó, điện tử công nghệ cao này, hotline, điện thoại Zalo 0865 618 226 này. Đó, chất lượng ảnh rất là OK nhé.
Đó, bạn nào muốn bật tiếng để nghe thu âm xung quanh thì bạn ấy chọn mình cái loa này. Alo alo. Alo alo. Đó, cái tiếng vọng âm lại như vậy là khi mà cam và điện thoại của mình đang ở gần nhau nên là nó sẽ bị xung đột âm thanh và sẽ phát ra cái tiếng vọng âm như vậy. Còn khi mà các bạn đã kết nối xem từ xa rồi thì cái tiếng vọng âm như vậy nó sẽ mất đi. Đó, bạn nào muốn chụp ảnh thì các bạn ấy chọn vào máy chụp ảnh, đây sẽ là chụp ảnh màn hình. Đây. Cũng như bạn nào muốn lưu lại video thì các bạn sẽ chọn nó bên cạnh của máy chụp ảnh, đây sẽ là chế độ lưu lại video 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại video thì bạn chỉ cần kích vào nó thôi là sẽ tự động lưu lại video vào trong cái ứng dụng là Dock Cam. Tiếp theo thì hai tam giác này sẽ là giúp bạn là đảo chiều hình ảnh này, sang trái sang phải cũng như đảo chiều lên trên xuống dưới đây. Đó, khi cam các bạn quay ở một nơi mà nó bị ngược chiều hình ảnh thì bạn sẽ dùng chức năng là đảo chiều. Còn khi mà hình ảnh bạn quay đã thuận chiều như này rồi thì các bạn sẽ không cần dùng tới. Tiếp theo thì chế độ hình mặt trời, đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh ánh sáng của hình ảnh. Các bạn có thể cho chế độ ánh sáng hình ảnh nó cao lên, cũng như bạn có thể là giảm chế độ ánh sáng hình ảnh đi, cho thấp đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Đó, tiếp theo thì chế độ hình quả cầu. Chế độ hình quả cầu đây sẽ là giúp bạn thể là chỉnh màu của hình ảnh. Các bạn có thể là cho màu của hình ảnh nó cao lên, cũng như bạn có thể là giảm màu hình ảnh đi, cho màu hình ảnh nhạt đi. Đó, đây mình sẽ để chế độ ở giữa để cân bằng. Tiếp theo thì chế độ hình mặt trăng này sẽ là chế độ ban đêm, nhưng mà cái mẫu cúc áo B993 này nó không có ngoại nên là không quay ban đêm. Đó, ban đêm nếu có ánh đèn mập mờ thì cũng quay được, còn nếu mà không có ánh đèn thì sẽ không quay được nhé. Tiếp theo thì chế độ 1080 này sẽ là giúp bạn thể là chọn cái độ phân giải của ảnh ở đây, thì độ phân giải của ảnh tối đa sẽ là 4K nhé. Đó, thì khi mà các bạn chọn độ phân giải 4K thì ảnh rất ok. Đó, đây. Cam di chuyển tới đâu thì ảnh sẽ từ đó đây. Đó, tiếp theo thì bạn sẽ thấy ở trên phần thân cam đây sẽ có sáng cái đèn màu đỏ lên như này nhá. Thì các bạn muốn tắt cái đèn này đi thì các bạn chỉ cần bấm cái bóng đèn trên app này thôi. Nó là đèn tự động tắt đi. Đó. Đây hoạt động một chút này. Đó, cũng như các bạn muốn bật đèn lên này, các bạn bấm cái bóng đèn này là đèn tự động bật lên. Đó, nói chung là bật hay tắt thì mình sẽ thao tác từ xa điện trên điện thoại thôi. Đó. Rồi giờ mình đã kết nối wifi của cam để test cho mọi người cái chất lượng hình thực tế của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo B993. Tiếp theo thì mình sẽ vào một cái đặc trưng ở trong cái ứng dụng là Dock Cam và sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cái cài đặt cơ bản ở trong cái ứng dụng này. Cài đặt này, rồi sau đó bạn chọn vào mục là device setting. Đó, mục device setting này thì mục modify device password này sẽ là giúp bạn thể là đổi mật khẩu của cam. Thì mật khẩu mặc định của cam thì bạn sẽ nhập vào đây, ô đầu tiên đây sẽ là 123456. Tiếp theo là mục lưu password này thì các bạn sẽ nhập cái mật khẩu mới mà các bạn muốn đổi vào. Sau đó confirm là các bạn sẽ nhập lại mật khẩu mới đó. Rồi bạn kích OK là sẽ đổi được mật khẩu của cam. Tiếp theo sẽ là mục SD card setting này. Sẽ là mục giúp bạn thể là kích hoạt cái chế độ là tự động lưu video vào trong thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ có mục là auto record này, sẽ là một hình 24x24. Là chỉ cần chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo B99 này, các bạn bật nguồn điện lên thôi. Bật nguồn cam đi là cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Alarm record sẽ là một cái hình khi có chuyển động, là chỉ cần có người di chuyển có mắt cam thì cam sẽ tự động lưu video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mục video duration là các bạn để chọn cái độ dài của từng file video mà các bạn muốn đưa vào đây. Thì ở đây nó sẽ có 4 chế độ độ dài nhé. Ví dụ như khi mà mình chọn là 5 phút này thì các bạn giả đủ 5 phút thì cam sẽ lưu một đoạn video vào trong thẻ nhớ cho các bạn. Mà các bạn chọn là 3 phút, 10 phút, 30 phút thì cũng tương tự như vậy. Mục total đây sẽ hiện cái dung lượng bộ nhớ ở cam này. 30 454 MB. Free space sẽ là dung lượng còn thừa bộ nhớ ở cam khi mà các bạn lưu video và còn thừa bao nhiêu sẽ bên dưới đây. Đó, format đây sẽ là giúp bạn thể là xóa tất cả những dữ liệu đi để thẻ nhớ thành một thẻ nhớ trống. Thì các bạn đồng ý xóa thì bạn chọn một OK, mà các bạn không đồng ý xóa thì bạn chọn một cancel. Tiếp theo sẽ là mục wifi setting này. Thì trong một wifi setting này thì cái camera ngụy trang mắt cúc áo B99V3 này nó sẽ tìm ra những wifi xung quanh để kết nối xem từ xa. Thì bạn đang gắn chiếc cam cúc áo này ở đâu thì cam sẽ tìm ra những wifi xung quanh ở đó. Sau đó bạn chỉ cần nhập mật khẩu wifi mà các bạn biết mật khẩu vào thôi. Rồi bạn kích OK là điện thoại của bạn đi đâu chỉ cần có wifi 3G 4G là có thể kết nối xem trực tiếp từ xa được hết. Thì bây giờ mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera ngụy trang mắt cúc áo V99V3. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera siêu nhỏ giá rẻ này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0865 618 226, kết bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn.
Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào lại mọi người ở những video clip sau.